Xin chào cô chú chị, em là Điền đây. Hiện tại em đang có mặt ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì xã Phước Thuận là giáp với lại thị trấn Phước Bửu nha anh chị, và cũng như là giáp với lại nằm ngay chỗ trung tâm huyện Xuyên Mộc anh chị. Nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị một lô đất nằm trên mặt tiền đường đá này. Đường đá này chuẩn bị trải nhựa anh chị, thì rộng khoảng là 7-8 mét anh chị. Thì cái lô em đi giới thiệu đây là có diện tích là ngang 10 và sâu là 54 mét, và có là sẵn 40 thổ cư, giá bán chỉ có là 2 tỷ mốt thôi anh chị. Rồi cô chú chị cùng theo chân em để mà xem thực tế lô đất của mình nha. Rồi trước mặt cô chú anh chị mình đây là cái đường nhựa rộng khoảng là 7-8 mét, và cái hướng trước mặt cô chú chị mình đây mà mình đi xíu ra đây có cái đường giao với mình ha, và mình rẽ bên này mình sẽ đi ra đường Xuyên Phước Cơ anh chị. Xuyên Phước Cơ đó là mình đi xuống biển Hồ Tràm được nha anh chị, từ đây mà xuống biển Hồ Tràm khoảng là 7-8 cây số thôi, 7-8 cây ha. Rồi, và Xuyên Phước Cơ đó mình đi ra được là quốc lộ 5, giao với quốc lộ 5 đó sẽ đi được biển Bình Châu và thành phố Bà Rịa cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, và cái hướng sau lưng đằng sau em đi đây, tới đầu này sẽ có một khúc cua, mình cua ra đó là cũng là đi ra Xuyên Phước Cơ luôn anh chị. Và đầu này cũng là khu dân cư, đi thông ra thông thương hết. Xuyên Phước Cơ đó thì mình đi xuống biển đó anh chị đó. Rồi cái lô đất của anh Điền muốn giới thiệu tới cô chú anh chị mình đây là đã có rào ở trước rồi anh chị ha, và từ ranh móc thì từ giáp với cái nhà này ha, giáp với lại cái nhà này đó, ngang qua đây là 10 mét, và sâu của mình là 54 mét anh chị, 54 mét, đã có ranh móc và sổ riêng rồi anh chị. Đây, anh chị có thể thấy này đó, cái cột móc nó xếp hàng thẳng xuống kia là sâu 54 mét, và đất vuông vức có 40 thổ cư anh chị. Giá bán thì em cũng đã nói đầu video là 2 tỷ mốt, là tương đương là 201 triệu một mét anh chị. Ở đây vị trí chỗ em Điền ở đây thì khí hậu cũng khá là mát mẻ, dân cư cũng đông, và điện cô chú chị có thể thấy này, điện đài đã tới nơi rồi, và khu vực này đã sử dụng nước máy rồi nha anh chị. Từ đây mà đi ra tới ra đường Xuyên Phước Cơ á là khoảng là 600 mét thôi chị. Thì Xuyên Phước Cơ đó cũng như là giáp với lại thị trấn rồi, thì tiện ích của mình rất là gần luôn, bán kính khoảng là 1 cây đến 2 cây đổ lại thôi, trường học, ủy ban vân vân, tất cả ra bến xe cũng rất là gần. Xuống Hồ Tràm thì khoảng là 10 phút đi đường thôi là xuống tới biển Hồ Tràm luôn anh chị. Rồi. Giá này thì cũng khá là mềm và cũng thích hợp cho cô chú chị mình đầu tư anh chị. Đất mình thì có cái là hơi thấp so với đường một chút xíu. Rồi cô chú anh chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em Điền, em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem đất. Nhớ nhấn like và ủng hộ subscribe kênh để ủng hộ em Điền nha. Và em chào cô chú chị mình.